Ok, dạ vâng, dạ vâng. Xin chào tất cả các bạn. dạ vâng, ok, ok, em hiểu. Xin chào. Dẹp đi. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đỗ Phan Duy Anh. Team của mình tên là Duy Anh. Em có sự giúp đỡ của một số người em của mình về việc phát triển ý tưởng, ví dụ như là Hữu Chí, Khánh An và Vinh. Thì ekip của em hiện tại thì nó vẫn chưa có ai để mà gọi là nó trở thành một ekip chỉnh chu, nhưng mà em mong bằng một cơ hội nào đó, bằng một cái sự may mắn kèm theo sự duyên số nào đó thì sẽ khiến cho em tạo nên được một cái team trong mơ mà em mơ ước. Em mong em có đủ khả năng để mà tạo được một cái team như vậy. Đây đây nào, mai bên đông bà nha. Trước khi tham gia học ngành sân khấu điện ảnh chuyên ngành đạo diễn thì bản thân em là đã học một năm ở ngành quan hệ công chúng, thì việc này giúp ích cho em rất là nhiều về việc tư duy, nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ như là việc sản xuất, làm phim nó không bao giờ là công việc của một người cả. Làm phim chắc hẳn là vậy, nó là một trong những cái bộ môn nghệ thuật khó nhất để thực hiện. Thì bản thân em học được rất là nhiều từ ngành quan hệ công chúng về việc tạo ra được nhiều mối quan hệ hơn. Việc mình có thêm nhiều người, nhiều mối quan hệ, có thể khai thác tiềm năng được từ những người đó, nhất là các bạn trẻ rất là giỏi. Thì đó là một trong những điều em rất là khao khát và em học được từ đó rất nhiều từ ngành PR. Liên hoan phim Văn Lang không chỉ đơn giản là một cuộc thi hay là một sân chơi, mà đây là một trong những gọi là nền móng, em nghĩ dùng từ như vậy hợp lý, một cái nền móng thực sự vững chắc cho một cái sự khởi đầu của một cái bộ môn nghệ thuật thứ bảy, trong những bộ môn nghệ thuật đẹp nhất, thú vị nhất và đắt tiền nhất. Để cho tạo nên được một cộng đồng, một cái nơi để mình phát triển về đam mê về nghệ thuật, và ở trong đó nó còn mang tinh thần của sức trẻ nữa, mà tinh thần ở trong đó là tinh thần Vân Lan, rất là đẹp. Người ta luôn nói là không có ai đánh thức ước mơ, mà đã mơ là mơ cho lớn. Have you ever had a dream that you could do so much you could do anything? Em có thể đi xa hơn. Em và em cũng mong điều đó nó trở thành hiện thực. Em xin gửi lời chúc đến ban tổ chức, sẽ có một mùa thi đầu tiên, một mùa liên hoan phim đầu tiên thực sự thành công rực rỡ và tốt đẹp, gặt hái được nhiều giá trị ở các bạn trẻ, ở cái sự tiềm năng trong nghệ thuật nằm trong mỗi con người. Chúc các bạn sẽ có thật nhiều năng lượng để mà hoàn thành một cái sản phẩm thật là tốt nhất của mình và đem đến một cuộc thi một cách thiên ngang nhất có thể. Và em chúc em sẽ gặp được nhiều may mắn, có được kinh phí cũng như là hiện thực hóa được một cái team của em trong tương lai đã thực hiện bộ phim này. Và em cũng chúc những cái bạn trẻ bên ngoài kia, nếu có đam mê làm phim và hiện tại cũng đang khao khát muốn làm một cái gì đó, thì sẽ biết cách tìm đến em để mà chúng ta có thể hợp tác với nhau. Cảm ơn tất cả mọi người.